Đây, chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình ăn cá chiên đây, cá chiên với nước mắm mắm nêm đây, cuốn đây. Đó, bạn nhỏ nó đang đói mà bẻ đuôi ăn kìa. Đó, có rau sống nè, cherry. Hai bạn nhỏ của mình đói chuẩn bị ăn đây. Thôi mời cả nhà ăn gia đình mình nha. Con ăn đi nè, con ăn đồ ăn của con nè. Hồi đổ cá nè, nè cá này giống cũng giống cá đó thôi à nè. Thôi đừng có chòm con, có chừng đổ cái tô mắm mình chết á. Dạ sao? Cái tô mắm chắc giờ qua bên kia quá. Dạ. Sao cái này á không có ướt cho mẹ để cho cái xương nó ăn được đâu đó. Mẹ ăn con này nè. Nó mê cá đó rồi, nó mê cá này. Nè, hút vô ăn. Con ngồi đàng hoàng, con đừng có quỳ gối, con ngồi nó đàng hoàng, con đứng rồi, nó ngồi giống chị Hai vậy đó, mà sẽ bằng lại. Nè, trứng canh này của chị Hai nè. Bỏ một trứng canh coi, nó đang ăn cơm coi kìa. Rồi, chiều thứ sáu mời cả nhà mình ăn ha. Mình hấp cái canh cá phi chiên, cá rô phi chiên, cuốn, rau sống, cá mắm nêm. Hấp cái canh, Đây, bây giờ chị ở nhà mình ăn đây. Hai bạn nhỏ mình quậy quá đi. Bạn Thường là lớn nhất. Con mời ba mẹ ăn cơm sao nãy con nói đó. Con mời ba mẹ ăn. Con nó lớn lên. Con mời ba mẹ ăn. Ăn gì? Dơ không con? Nhà đun có phi rụng rụng luôn nè. Đây. Nè. Bạn nhỏ đó lúc nào cũng phá hết trơn đó. Đây mày kiếm một cái cho giòn giòn cho, mày kiếm giòn giòn cho. Ăn cái giòn giòn. Phải đừng xương đó. Nè mẹ cho nè. Đang cuốn chưa ăn mà chảy nước miếng không mấy bạn? Chắc đói bụng. Các bạn còn ăn cá nướng à. Đây, cuốn đầu tiên ăn đi. Các bạn ăn cá nướng cũng muốn tráng với gia đình mình ha. Ăn này nhớ quê quá à. Giống như tưởng tượng ăn cá tê tượng. Rồi quên hẹ nãy giờ. Hẹ đi quán gì Mỹ gì? Mỹ Linh hả? Cái gì ăn tay tượng chứ? Có tiệm tên gì bên? Tên như quán cái tiệm như là tên Mỹ Linh hay gì á. Mỹ Linh. Nhớ là vậy, lâu lắm rồi. Châu Thành á, Châu Thành á. Mẹ đẹp hả? Bây giờ con làm cho mẹ thì chấm cái rỗng mà biển á. Thì biển nó đẹp lắm. Biển gì thường? Nó biển mình đi chơi biển á. Đây có tay tượng mình ăn cá phi đỡ. Rồi cá phi ăn cũng ngon. Rồi con làm gì hết thôi? Con làm cho đẹp nè. Con làm gì cho nó đẹp? Con lâu con làm cái tượng nè, cho đẹp nè. Lấy cái này. Cái này sao đẹp ta. Sao lấy cái này kia nữa. Anh để cái gì bánh tráng chứ bên kia được không? Ăn. Đây, một cái dương, một cái trái. Nó thường cho con nó ăn đồ ăn của con đâu có thường. Dạ con làm trứng ký nè. Con ăn đi. Một bé cha. Bảo ơi con bóc lại cho Bảo. Nó chín nó giòn giòn. Nó ngon. Để mẹ cho nè. Thôi con ngát thì con nhớ lấy tay che lại cho thường ha. Cái đó xương của con. Nè ăn cái này đi. Ăn hỏi mắt xương đó. Ba cái đó hỏi mắt xương đó. Sao mấy đẹp không? Con ăn đi. Ăn cá nè. Con lo em lấy cá. Mày lấy cho. Đẹp quá. Em miếng nè. Bảo chuồn tay vô đây đi. Bảo chuồn tay vô đây nè. Con chuồn tay vô đây. Nè con lo tay vô đây giấy nè. Đừng có chép vô bàn vô con. Chắc
chắc thường nãy chắc đi có cờ ăn ăn hàng no rồi đó. Rồi ăn bánh Nemo, con gái miền Tây. Con gái miền Tây vẫn biết ăn bánh nem. Ngon, lên ăn rất là ngon. Con gái miền Tây vẫn biết ăn bánh nem hả? Ăn xương ngon. Nhưng chắc là anh cho Bảo ăn, nhưng cái cộng xương này. Xương bảo mà. Bảo có chùm xương đó nha. Nè ăn rau cơm nè. Hồi sáng ăn cá này mê lắm. Bây giờ thấy cá chiên này mê cái xương cá chiên này. Ngon quá hả? Con giới thiệu với cô chú hôm nay con ăn cái gì đi. Dưa leo. Slan hả? Con ngồi xuống nào bạn bảo té giờ đó. Thì mở trời. Bánh mì bởi ta trời mình mới ngồi. Ngồi xuống con té. Chú ngà hoàng mẹ cho ăn ngà hoàng. Mẹ sợ quá mẹ chi đấy. Đây nè, thấy chưa? Ngồi xuống, nè, ăn cái này, ăn cái này đi. Cái này là lá mè nè. Thôi cuốn luôn. Đây nè. Con thấy là người thật tươi nha. Sao? Con nói sao? Người sao? Người mặt cười. Người mặt cười hay là người sao? Người mặt cười. Đó, mày bỏ vô đây cho ăn nè. Vậy là mai mốt biết rồi đó nghe, ăn cái này là chừa cái đuôi cho Bảo. Con giống ai Bảo? Dạ con hãy chừa đuôi em cho con. Con hãy chừa cái mềm mềm cho con. Chừa cái mềm mềm cho con hả? Nè, ăn cái thịt nè. Nãy thường đi có cò thì ăn nhiều quá rồi đó. Nè, nè thịt cá nè, cá nè. Nè con. Cá, cá nè, mẹ múc cá nè. Nè, cá nè, cá giòn giòn nè. Nè, đây nè. Ăn cuốn qua chừng còn xương thôi, đừng cho lấy hết rồi. Rồi đi con. Nè Bảo tự múc ăn đi. Nó thường ăn canh không? Nó thường không ăn đi con. Nó thường ăn cá không? Đừng bóc nai, có cái muỗng, mẹ cho cái muỗng. Nó thường. Ồ, đừng có lao lên đầu á. Mày cho cái muỗng. Mày cho cái muỗng nè, cá nè thấy không? Nó mẹ không ăn nữa, con ăn đi. Rồi con ăn đi, ba đang làm. Ủa? Vậy là nãy giờ mấy cục dưa lê không hết rồi hả? Anh đâu có ăn đâu. Ừ, thường hết rồi đó. Chị cô chi, cô chi. Con để cái này con chừa cho mẹ mà. Chừa cho mẹ hả? Đúng. Đây. Chủ đỡ. Chủ cả gì này. Lá tía tô nè, à, lấy tía tô bự không? Nhà chồng không có xà lách á, bởi vậy lấy cái lá bự bự lá cuốn. Lá tía tô nhà chồng có mua các bạn ơi. Chỉ có hẹ hôm nay mua thôi, hẹ. Hẹ xà lách. Nè. Vô rầm vô uống lưỡi đồ nhà hết. Nè, thấm miếng canh không? Vô rầm về mới ngon, có thơm. Không đổ. Là bức. Này cuốn, nếu mà có chú chát như thế thì mới ngon. Nó như nó chú giả. Chú giả đã chín anh. Mà thôi, được rồi. Mà cũng có cái thơm mà quên. Mà cả nhà mang gia đình mình ha. Này
đi chợ người ta chiên cá luôn, chứ mình có chiên, bữa nào mình có chiên rồi. Chuẩn bị rau, mắm nêm rồi không? Đổ nha con. Mắm nêm nhà mình cũng nấu chín rồi. Có ăn thử. Ăn đi. Rồi, ăn đi thôi, con ăn đi. Dí vô lau tay, đúng cái chùi vô mình. Tụi sao con ăn rồi? Thôi ôm đi, bảo ăn đi. Con một cáo. Không ăn cherry hả? Con ăn cơm không mới ăn cherry chứ. Không biết được, trời coi Phượng. Nó bẻ cái xương lớn đó Phượng. Phượng cái xương lớn. Không được. Ơ không. Ồ không. Tiếp tục được không? Ơ xương, xương. Không được. Bây giờ chạy máu chứ. Xương ăn hấp cổ. Về mẹ lấy thịt cho ăn. Chạy máu chứ. Về xương á, cái đó xương. Nè thịt nè, thịt nè. Nè. Cái đó xương ăn được cái nó nha. Ồ, ăn hấp cổ chứ. Ăn không biết xương cái gì ăn bỏ vào miệng. Mẹ ơi ba ơi hả? Mẹ ơi ba ơi hả? Mẹ ơi ba ơi hả? Mẹ ba đã. Bỏ ngồi xuống ăn có tròn vậy té. Rồi xuống con. Rồi xuống để lúc nào. Ui xuống. Sao bà lửa cái vai ăn không à? Đây mà lấy cho. Nè ăn thì lại lấy cho. Đổ nè thấy không? Cái vây để khỏa xương. Cái vây đó nó cứng lắm. Ăn có được. Cái đuôi nó còn giòn giòn, cái vây nó cứng lắm nè. Nè đút nè. Nè thịt cá nè. Giòn giòn. Bà ăn dơ quá. Ăn hồi chắc phải tắm đảo luôn. Mình mấy bỏ cá không rồi đó. Cá. Mình mấy con cũng cá không rồi đó. Con ăn luôn phải không? Muốn ăn cá luôn phải không? Chắc nãy ăn no rồi đó, ăn trong kia no rồi đó. Con không có cá đâu. Bé thường đi ăn hàng no. Nãy ăn hết trần luôn á. Cô gái miền Tây nãy đi ăn hàng no, giờ về nhà không ăn nữa. Nãy ăn hai cục chích trần luôn á. Nè. Nè con. Canh nè, rong biển. Xúc. Rồi không ăn nữa đi xuống nè. Ha, không ăn nữa đi xuống nè. Rồi đi xuống đi. Muốn ăn thì lên ngồi đàng hoàng. Thôi kệ đi không sao. Ôi con gái miền Tây ăn gì kìa. Ôi ăn ngồi kìa. Ngồi gác giò luôn kìa. Thôi xin chào cả nhà. Gia đình mình ăn đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video lần sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Xin chào cô chú đi con. Xin chào cô chú. Cảm ơn cô chú đã xem video của con. Cảm ơn cô chú đã xem. Hẹn gặp lại cô chú lần sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye.